Quả thực mà nói, ngày dâu giống như chuỗi thời gian rất tệ, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và tâm lý của chị em. Tại sao lại như vậy ạ? Nguyên nhân là vì trong những ngày rụng dâu, tử cung thường phải co bóp mạnh để làm bong lớp niêm mạc tử cung và đẩy chúng ra ngoài dưới dạng máu kinh nguyệt. Sự co bóp này chính là thủ phạm gây ra các cảm giác đau đớn, mệt mỏi của chị em. Bởi vậy rất cần các đấng mày râu thể hiện sự ga lăng, quan tâm và chăm chút. Nếu đang muốn cưa đổ nang thì các anh hãy tận dụng cơ hội này để ghi điểm ngay thôi. Theo bác sĩ Huỳnh Viu Khánh Linh, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc, mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận về nguyên nhân gây ra mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt, nhưng phần lớn đều đồng ý rằng hiện tượng tiền kinh nguyệt này là do sự thay đổi nội tiết tố. Bình thường, buồng trứng của người phụ nữ sẽ sản xuất các hormone estrogen và progesterone. Nồng độ của estrogen tăng lên trong nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt và giảm trong nửa sau. Nồng độ serotonin, chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng, cũng bị giảm ở thời điểm này, khiến các chị em bị tụt mood, tâm trạng luôn nghĩ đến những thứ tiêu cực và cơ thể thì như chẳng còn chút năng lượng nào cả. Ngoài ra, thiếu máu, thiếu sắt và thiếu ngủ do các cơn đau bụng quằn quại cũng có thể khiến chị em bị mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt. Để khắc phục những cơn mệt mỏi này, bạn hãy áp dụng các cách sau. Giữ cơ thể đủ nước. Nếu cơ thể của bạn bị mất nước, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ hơn và nó cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng mệt mỏi trong kỳ kinh. Do đó, việc giữ nước cho cơ thể là điều cần thiết. Hãy cố gắng uống đủ nước trong những ngày này nhé. Bạn có thể uống nước lọc hoặc nước ép hoa quả, nước canh đều rất tốt cho cơ thể. Ăn uống lành mạnh. Vào những ngày rụng dâu, nếu không muốn bị mệt mỏi thì điều quan trọng là bạn phải có một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm nhiều trái cây, rau và ngũ cốc để cung cấp cho cơ thể một năng lượng tốt. Hãy ưu tiên các loại thực phẩm như chuối, cá béo, gạo lứt, khoai lang, táo, bột yến mạch, sữa chua và sô-cô-la đen vì chúng rất giàu vitamin B, sắt, mangan, kali, các chất dinh dưỡng cần thiết khác và chất chống oxy hóa. Sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm không steroid. Các loại thuốc chẳng hạn như ibuprofen có thể giúp bạn giảm đau và kháng viêm hiệu quả trong kỳ kinh nguyệt. Đặc biệt là khi cảm giác chuột rút khiến bạn khó ngủ thì có thể dùng thuốc chống viêm không steroid trước khi ngủ để cơ thể mau chóng đi vào giấc ngủ ngon hơn. Điều này sẽ giúp giảm bớt các cảm giác mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi muốn dùng loại thuốc nào đó nhé. Vận động nhẹ nhàng. Chắc hẳn nhiều bạn vẫn nghĩ rằng những ngày dâu thì nằm thôi vẫn còn thấy mệt vì khó chịu, ai mà lết cái thân dậy để tập thể dục, vận động cho được. Tuy nhiên, nếu chiến thắng được con lười trong mình thì các hoạt động như đi bộ, tập yoga có thể giúp bạn cải thiện đáng kể các cơn đau và cảm giác mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt đấy. Hoạt động cơ thể giúp não tiết ra nhiều endorphin hơn, đây là hoạt chất giúp tâm trạng trở nên tích cực, vui vẻ. Người nào đều thì một tháng một lần, còn người không đều thì cũng khoảng 2 đến 3 tháng rỉ dâu lại ghé thăm. Bởi vậy, nếu không muốn trải qua những ngày dâu mệt mỏi thì hãy áp dụng các gợi ý trên video này nhé. Chắc chắn bạn sẽ dễ thở hơn nhiều đấy. Con gái đừng quên lưu lại và thử áp dụng xem sao nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.